Và đây là một cái mẫu trăm mà Phương nghĩ rằng là các chị em sẽ rất thích, bởi vì ngay cái thời điểm mà cái trăm này được treo ở trên cửa hàng vào ngày hôm qua thôi là đã ngay lập tức hết size S rồi, và Phương phải mặc size M nên nhìn sẽ hơi bị rộng một chút. Nhưng mà đến ngày hôm nay khi mà Phương quay video này thì đến chiều một lát nữa thôi là hàng sẽ về đủ tất cả các size ML, XL rồi. Đó, nên là vẫn đủ nhu cầu cho chị em mua nhá. Cái mẫu jam này thì rất là phù hợp để chúng ta mặc đi du lịch này, hoặc là mặc đi chơi hàng ngày, đi cà phê bạn bè nhá. Chất liệu của nó là một cái chất liệu lụa lụa voan rất là mát mẻ, siêu mát luôn. Đó, mặc trong mùa hè thì rất là phù hợp. Cái này kiểu mọi người mặc ở nhà cũng được ấy. Mặc ở nhà, đúng, bởi vì đôi khi là mình cũng phải đẹp ở nhà đúng không? Đẹp chồng mình xem chẳng hạn. Thì mặc cái này ở nhà nhìn nó có cái gì đấy rất là quyến rũ, sexy. Phần cổ áo nhá, được làm rất là cầu kỳ luôn mọi người nhìn này. Đó, làm vào những cái đường ren, đính những cái hạt cườm cực kỳ cầu kỳ luôn ở phần cổ này, mọi người nhìn rõ không? Đó là điểm mà khách hàng nhìn thấy cái mẫu váy này đã thích ngay lập tức. Phần tay này, đó, phần tay nó có một cái phần đuôi cá như thế này và được xẻ luôn, làm cái tà xẻ ra như thế này, tạo một cái điểm nhấn. Ví dụ như là chúng ta chụp ảnh nhé, chúng ta có thể giơ tay lên như thế này nhá. Đó, rất là xinh. Và có đính kèm một cái beo này. Đấy, một cái beo như thế này nhá, mọi người thể thắt nơ hoặc là thắt theo cái kiểu như là thắt nút ấy, rất là xinh. Nói chung là tùy sở thích của chúng ta thôi. Mặc jam thì lúc nào cũng thế, vừa tôn dáng mà lại giúp cho chúng ta che hết khuyết điểm bụng rồi eo, tất cả mọi thứ là che hết khuyết điểm luôn. Cực kỳ tôn vòng ba nữa này. Mặc cái jam này thì mọi người có thể là phối với cả một chiếc túi xách màu đen như thế này nhá. Ví dụ mặc đi chơi bạn bè thì có thể phối một chiếc túi xách màu đen kiểu dạng như này, khoác lên vai. Đấy, túi kiểu dạng kẹp nách như này năm nay rất là hot luôn đấy. Xong rồi đi một đôi sang đan như này là phù hợp này. Mọi người mà thích mẫu này thì mọi người hoàn toàn có thể là đặt online được, bởi vì là nó rất là dễ mặc, dáng thụng nhá. Ngoài ra thì nếu mà muốn thử thì mọi người có thể đến với Mera Fashion gần nhất để thử hàng và mua về nhà nha.